Em ngồi xuống đi. Vợ ơi, cái gì thế này? Nước ối, trời ơi, nước ối. Cô ấy sắp sinh rồi, mau nước ối đi viện đi nhanh lên. Cái gì vợ tôi sắp đẻ á? Trời ơi, nhiều ối như này rồi, anh làm chồng kiểu gì ấy à? Mau đưa cô ấy đi viện đi nhanh lên. Này, cô là ai mà xem vào chuyện nhà tôi đấy? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô bị vỡ ối rồi. Vợ ơi, để em đưa đi bệnh viện nhá. Anh bị điên à, đã đến ngày dự sinh đâu mà đẻ. Mà anh nghe lời cái con mụ vớ vẩn này à? Cái gì mà vớ vẩn, cô đã có kinh nghiệm chữa đẻ chưa? Nhìn tôi đây này, kinh nghiệm đầy mình luôn. Với cả bầu con so nhá, dễ đẻ sớm lắm. Mau đưa đi viện đi nhanh lên. Này, tôi không biết cô là ai, nhưng mà tôi đẻ con so hay con gì là việc của nhà tôi. Cô là ai mà dám xem vào? Em ơi, em nghe lời cô ấy đi, để em đưa đi bệnh viện, con của chúng mình mà. Em bị điên à, tao bảo là không đẻ được là không đẻ được. Tại sao nó không đẻ được? Này, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhá. Rốt cuộc mày là ai mà xem vào chuyện của nhà tao? Cô muốn biết tôi là ai thì gỡ cái bộ màu ra đi, rồi tôi sẽ lộ diện. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Là cô à? Lệ. Nước ối. Tầm này có rời anh ra, anh cũng không rút ra được đâu. Làm ơn, nghe máy đi luôn. Thôi, anh nghe máy đi. Không có máy già của anh ở nhà nó lại làm loạn lên đấy. Cái gì? Anh ơi, em bị vỡ ối rồi. Anh về đưa em đi viện đi. Sao anh để giờ này? Nhưng mà làm sao mà tôi về được hả? Anh ơi, tôi vỡ ối rồi. Tôi không biết đâu. Em đau quá, em không chịu được nữa rồi. Cô bị cả. Anh luôn anh bảo anh bận rồi. Cô tự đi mà sinh đi. Cô là ai đấy hả? Anh luôn, em xin anh đấy. Bây giờ tôi bảo cô nhá, bắt xe lên bệnh viện, hai mẹ con cô tự đẻ đi. Chẳng phải tôi đã đưa cho cô một đống tiền để tự đóng tiền viện phí rồi sao? Thế nhá. Anh bảo lần sau ấy đừng tự ý nghe điện thoại của anh như thế. Còn vợ anh đang đau đẻ, nó nghe thấy nó sốc thì sao? Anh xót nó à? Thì nó là con anh mà. Anh muốn có con, em cũng đẻ cho con cho anh được mà. Thế thì mình đẻ nhá. Rồi mẹ thương, mẹ thương. Anh, em thích căn phòng này, thích nằm trên chiếc giường này. Anh sắp xếp đi. Cô nói thế là sao à? Anh Luân, chuyện này là như nào? Cô không nghe Trà nói cái gì à? Cô ấy, cái con gái của cô, dọn lên tầng 3 mà ở đi. Cái phòng này rộng rãi, để tôi, con trai tôi với Trà ở phòng này nhá. Trà và con trai á? Anh bị mất trí đấy à? Vợ con anh đang ở đây mà anh đuổi mẹ con tôi đi, để rước con tiểu tam về nhà này ở. Anh làm sao đấy hả Luân? Này, anh... cô không nghe rõ à? Anh Luân anh đã nói rồi, tôi đang mang thai đứa con trai kháu khỉ của anh ấy. Và tôi cần một chỗ ở rộng hơn, thoáng hơn. Tôi thấy căn phòng này hợp lý. Chưa đến lượt cô lên tiếng ở đây. Anh Luân, anh nói gì đi chứ? Cô đẻ được đứa con gái thì có cái tác dụng gì hả? Con gái sau này thì nó cũng không cánh mà bay đi. Còn ấy, đứa con trai này thì mới ở với tôi cả đời. Anh nói như thế mà nghe được à? Con trai của anh đang mệt đấy. Rồi. Ngoan, ở trong đây đợi bố một tí để bố đi ra ngoài mua thuốc bổ, tầm bổ cho hai mẹ con nhá. Bố của con em là nhất. Hai mẹ con anh mới là nhất. Này, cô bị... Cô làm như thế không sợ ảnh hưởng đến con trai của tôi à? Cái mạng của cô không đền được đâu. Anh thì nhớ lại đi, lúc mà tôi mang bầu ấy, anh đã bao giờ đưa mẹ con tôi đi khám chưa? Đã bao giờ tầm bổ với mẹ con tôi như thế chưa? Đến lúc mà tôi vỡ ối sinh nở rồi, anh cũng mặc kệ cho mẹ con tôi tự sinh tự diệt. Đến bây giờ anh biển biệt đi với gái như thế, xong bây giờ anh về anh đối xử mẹ con tôi như thế à? Bây giờ cô mới hiểu cái điều đấy à? Nó chỉ càng chứng minh một điều, là vị trí của cô và con gái của cô ở đâu cho căn nhà này thôi. Biết điều thì cút đi. Đi về ngoại đi, tôi giải quyết với cô sau. Tôi sẽ cho hai người thấy tôi lấy lại công bằng cho con gái tôi như nào. Từng ấy thời gian, là từng ấy ngày tôi vừa kiếm tiền, vừa chăm con. Đến ngày hôm nay, tôi thấy anh bị mọc sừng.
Tự nhiên tôi cảm thấy thương anh quá luôn ạ. Con khốn nạn này, mày dám lừa tao? Lừa? Ai lừa mày? Nếu mà không phải tao mang cái bụng bầu giả như thế này thì làm sao mày đuổi được con vợ cũ kỹ của mày ra? Mày phải cảm ơn tao mới đúng đấy. Mà thật cho mày biết nhá, mày bỏ Sừ ra, ở với nhau bao nhiêu tháng rồi mà mày không làm tao cấn bầu, có trách ý, trách mày mới đúng. Con khốn nạn! Mày dám lừa tao? Mày dám phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tao? Biến khỏi đây đi! Tao cũng đếch cần. Mày... Lệ ơi, anh biết anh sai không? Anh đừng quên, lịch hẹn ở tòa vào thứ hai tuần sau. Lệ ơi! Này, chưa đi đâu sao? Mua cái gì đó ngon ngon, về nấu cho cả nhà ăn nhá. Em biết rồi. Ok. Anh đã bảo với em rồi, trời lạnh thế này, sao không ở trên phòng mà nằm nghỉ, xuống dưới này làm gì? Ở trên phòng nhiều cũng chán lắm, em xuống đây đi dạo chút cho khuây khỏa mà. Chị vừa giấu cái gì đấy? Hả? Nãy giờ chị chỉ đứng đây thôi, chứ có giấu cái gì đâu. Sao em cứ xét nét chị thế hả Vi? Thì em cũng chỉ nói thế thôi mà. Em có nói gì đâu mà chị phải cuống hết cả lên ấy. Có tật giật mình à? Không phải. Từ nãy đến giờ chị chỉ đứng yên ở đây hóng gió, rồi để chờ hai anh em về thôi mà. Hóng gió trong nhà hay là chị... Thôi! Đủ rồi đấy. Dù sao, đây cũng là chị dâu tương lai của em. Em phải biết tôn trọng chị chứ. Tôn trọng á? Em có chắc là cái thai của chị ta là con của anh không? Vi! Em đang nói linh tinh cái gì đấy? Hả? Vi này, chị biết là em còn nhiều điều chưa hài lòng với chị. Nhưng mà dù có thế thì em cũng chỉ nên nhắm vào chị thôi, chứ đừng nên nhắm vào con của anh Phiêu. Đừng biến bản thân mình thành kẻ phản diện, âm mưu hãm hại mẹ con chị như vậy. Ác lắm Vi ạ. Chị... Anh nói em thôi đi. Anh cấm em từ nay về sau không được lại gần mẹ con của Kiều Anh nữa. Được. Này, chị muốn diễn vai thì diễn cho tròn vào nhá. Cái thai trong bụng của chị cố mà giữ cho đến lúc đẻ đi. Em đứng lại đấy đã. Kìa, em ngồi xuống. Để anh bảo ban lại nó. Có anh ở bên cạnh em rồi, anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con. Em yên tâm. Có gì anh nhẹ nhàng với nó thôi nhá, chứ không con bé lại không hiểu chuyện, rồi lại ghét bỏ mẹ con em hơn. Không có chuyện đó đâu. Cùng lắm sau này khi mà bọn mình cưới nhau, anh sẽ mua nhà mới, bọn mình dọn ra ở riêng. Cứ để cho Vi ở đây một mình cũng được. Giới trẻ ngày nay chắc là chẳng cần sĩ diện nữa. Đã ở ké nhà anh trai không biết điều, bao nhiêu việc có thể làm nhưng mà không làm, chỉ thích ngồi yên một chỗ bấm điện thoại cho oai thôi. Thế thì khác gì ăn bám đâu nhỉ? Này, chị đừng có mỉa mai như thế. Nhưng mà chị cũng đừng vội mừng, bởi vì tôi đang có bằng chứng chị mang thai giả để bắt anh Phiêu cưới đấy. Thật thế hả Vi? Em biết là chị mang thai giả à? Chị nghĩ là một tay chị chưa được trời rồi. Chị xem thường nhà tôi quá rồi đấy. Eo ơi, chắc ta lại sợ mày quá cơ. Đã ăn bám lại còn không biết điều. Mày nghĩ anh Phiêu sẽ tin ai? Lộ bản chất đuôi cá của mình ra rồi ạ. Lộ thì sao? Anh Phiêu không có ở đây. Tao việc gì phải diễn với mày cho mệt nhỉ? Tao nói cho mày biết này, anh Phiêu không đời nào tin lời của mày đâu. Ba cái thứ con nít danh là còn bày đặt chống đối tao nữa à? Có tin là tao sút mày ra khỏi nhà này không? Hả? Thế à? Tại sao tôi lại không thể tin em gái của tôi được? Anh Phiêu, sao lại về giờ này? Anh ơi, đấy là bọn em nói chuyện phiếm với nhau thôi, chứ không có gì đâu, anh đừng hiểu nhầm nhá. Lật mặt nhanh thật đấy. Anh ơi! Chị bầu giả đấy à? Thường ngày tôi thấy chị hay để quả bóng ở bên trong để làm bầu giả, hôm nay lại dùng bóng bay à? Dễ vỡ như thế thì đúng là ý trời rồi.
Đi. Em lại định bày trò gì nữa đây? Vào thì vào, không vào thì về phòng đi. Đừng có đứng thấp thỏm trước cửa của anh như thế. Nói nhỏ thôi. Em có cái này hay lắm. Em cho anh xem này. Anh Phương ơi, em xin lỗi. Em thật sự là không muốn nói dối anh đâu. Chỉ là vì em quá yêu anh. Em muốn chúng ta đến với nhau bằng một cái đám cưới. Em không thể chờ đợi được nữa. Em thiếu gì cay? Tại sao em vẫn chọn nói dối? Em nói là em cần một đám cưới, em không đợi được nữa. Nhưng mà đến khi anh cầu hôn thì em lại từ chối. Em xin lỗi ạ. Anh cứ nghĩ là ông trời thương anh, hiểu thấu tình cảm của anh nên ban cho hai đứa một đứa con. Ai ngờ tất cả là do em dựng lên. Em nói đi, anh đối xử với em không tốt ở chỗ nào? Tại sao em lại đem tình cảm của anh ra? Em bật như một trò đùa như thế hả? Không, anh ơi, em hối lỗi thật rồi mà. Nếu mà không phải vì em yêu anh quá thì em đã không làm mọi việc đến mức này rồi. Anh bỏ qua cho em nhá. Này, chị nói ra từ yêu như thế chị không ngượng ngùng mà. Có mà chị yêu gia sản của tôi thì có ấy. Em đừng vu khống cho chị như vậy mà Vi. Chị yêu anh Phiêu là thật lòng. Yêu á? Chị bảo tôi vu khống cho chị á? Vậy thì nghe cho kỹ đi, xem tôi có vu khống cho chị không nhá. Mẹ điện thoại cho con ít thôi, kẻo lão Phiêu lại nghi ngờ. Bây giờ mẹ cứ chờ, để lão ấy cho con đứng tên nhà và các tài sản khác đã. Rồi sau đó con giả vờ sảy thai trước khi đám cưới là được mà. Khốn nạn! Anh ơi, em xin lỗi, anh bỏ qua cho em với. Cùng một phút ngay ra khỏi nhà của tôi. Từ nay về sau, tôi và con không còn liên quan gì đến nhau nữa. Và không có bất cứ đám cưới nào được diễn ra đâu. Mau rời khỏi nhà của tôi đi. Được lắm. Anh dám đuổi tôi à? Anh nhớ đấy nhá, hôm nay là chính anh đuổi tôi ra khỏi đây. Từ nay về sau, đừng bao giờ cầu xin tôi quay lại đây nữa. Tôi đuổi cô đi đấy. Và từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của cô nữa. Cô đi mau đi. Đi đi. Thôi, chị đi đi. Ở đây không ai giữ chị đâu. Chị cố nhá. Hai người,